Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn của anh Chiêu, địa chỉ xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn của anh Chiêu. Em chào anh Chiêu. Dạ, chào anh Thận. Dạ, kính chào quý khách thân mến. Hôm nay em có lên 12 phong mai đế thú quái để giao lưu cùng quý khách. Em chúc quý khách một ngày mới thật ra vui vẻ, gặp nhiều hạnh phúc. Thành thật cảm ơn quý khách rất nhiều. Số điện thoại em là 0788 823780, địa chỉ ở xã Mỹ Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang. Em vô cây số 1. Cây số 1 là cây co quái với khách. Em bán là em bao sống, bao ship toàn quắc với khách. Cây số 1 là cây co quái rất đẹp, cây đế đều bốn mặt. Hôm nay em bán lô cây này, em bán với hình thức là em thu hồi vốn với khách, bán giá hữu nghị cho quý khách chơi. Quý khách nào có mà thuận ý mua nguyên lô em giảm giá cho quý khách, thu hồi vốn với khách. Rồi em vô cây số 1. Cây số 1. Đây vị trí này là 27 với khách. Hoành 27. Củ nở ha. Củ nở là 50. Củ nở 50. Đường kính màu là 47. Chiều cao là 50. Giót đọt là 15. Cây rồi đang... cây số 1 em giao lưu với khách là 2,2 triệu, em ship toàn quát với khách. Mã số 1 2,200,000. Tiếp mã số 2. Mã số 2 là cây dáng chật quái với khách đây. Cây có tông cao. Cây này giờ nó ông trời khỏe mạnh hết trơn với khách đây, bao sống bao ship với khách. Cho thông số chiều cao. Quanh thân. Đây vị trí là 28 quý khách. Quanh vị trí là 28. Cụ đặt là 50. Đường kính bầu là 43. Chiều cao là 97. Giót đọt là 15. Rồi cây số 2 giao lưu quý khách là 2,3 triệu, anh ship toàn quốc. 2,3 triệu, bao ship toàn quốc. Xe đế dòng anh. Cây này em bán thu hồi vốn khách đây. Giá mềm luôn. Rồi chuyển sang mã số 3. Mã số 3 là cây dáng co quái của khách. Cây đâm chồi phả mạnh hết với khách đây. Dạ rồi, cho thông số chiều cao chứ. Chiều cao là 50. Hoành vị trí này là 23. Cụ tạc là 45. Cụ 45. Đường kính bầu là 36. Giót đọt là 15. Xây đế dòng. Rồi cây số 3 này em vô lưu với khách là 1,5 triệu, em ship toàn quốc. Tiếp mã số 4. Số 4 là cây có tông cao với khách. Tông cao ha, tai cành đều ha. Cây này đế đều hết trơn với khách đây, đế củ mì không với khách. Chiều cao. Chiều cao là 1m1. Giót đọt là 12.
Bình eo là 31, bình thân là 31. Bình thân vị trí này 31. Rồi, xây dòng cũ. Cục đặt là 50. Đường kính bầu là 48. Rồi, xây dòng đế. Số mấy nè? Đế bạch ha. Số 4. Cái số 4 em lưu với khách là 2,5 triệu em ship toàn quốc. Tiếp mã số 5. Số 5 là cây gắt quái với khách đây. Cây này đâm chồi khỏe mạnh hết với khách. Cây rất là mạnh. Chiều cao là 40. Cao 40. Quần eo là 28. 27. 27. Cũ. Cũ đạt là 46. Đường kính bầu là 43. Rồi, xe đế dòng. Rồi cái số 5 này em giao lưu với khách là 2,2 triệu em ship toàn quát với khách. Mã số 6. Số 6 là cây gián thú có tông cao với khách. Cây này rất là khỏe mạnh, đâm tược với khách đây. Xịt tược. Cây có bộ đế rất là đẹp, đế đặt sạch trên. Rồi em đo thông số với khách tham khảo. Chiều cao là 72. Giót đọt là 15. Quần eo là 31. Nồi đế đạt là 62. Chiều dài mình thú là 45. Đường kính bầu là 54. Rồi, xây dòng đế nguyên bệ đặt. Cái số 6 này em vô lưu với khách là 2,7 triệu em ship toàn quát với khách. Cái mã số 6 giá 2,7 triệu bảo ship toàn quốc. Mình chụp hình. Chuyển sang cây mã số 7. Để chụp hình này, để lại đi. Cây này tông cao ha, cây lớn. Số 7 là cây mà gián thú có tông cao với khách. Cây này đế đều bốn mặt trên quý khách đây. Cây trên cành đầy đủ trên quý khách. Cây này ghép mau chơi quý khách đây. Rồi em đo thông số quý khách tham khảo. Chiều cao là 1m17. Tại cành đại diện là 15. Quanh vị trí này. Mình vị trí này là 35 dư với khách. Quanh vị trí này 35. Cây này to. Cũng tới đạt là 62. Chiều dài mình thú là 45. Rồi, xây dòng để. Đường kính bầu là 52. Rồi cây số 7 em vô lưu khách là 4,9 triệu em ship toàn quát với khách.
Tiếp mã số 8. Số 8 là cây mini để bàn với khách. Cây này để bàn cũng rất có duyên với khách đây. Rồi em đo thông số khách tham khảo. Đây vị trí này là 23 với khách. Cụ đặt là 43. Đường kính bầu là 29. Chiều cao là 40. Giót đọt là 14. Cây này khỏe mạnh đâm chồi với khách. Lên mầm. Để. Rồi cây này cây số 8 à? Cây số 8 giao lưu với khách là 1,2 triệu em ship toàn quốc. Sang cây mã số 9. Này lên mầm. Cây này phá cũng răng đâm chồi phá mạnh với khách. Ship mầm. Chiều cao là 29. Giót đọt là 16. Quần eo là 24. Em đo lại với khách, xin lỗi với khách. Quần eo là 22. Cụ đặt là 45. Đường kính bầu là 32. Cái này cũ to. Cái này cây số mấy? Số 9. Rồi cây số 9 em giao lưu với khách là 1,4 triệu em ship toàn quốc. Cây mã số 10. Cái tiếp mã số 10 là cây giáng long với khách. Cây này làm bonsai rất đẹp với khách ơi, cây khỏe mạnh đâm chồi hết với khách. Đây đế đều bốn mặt hết. Cho chiều cao. Chiều cao là 57. Vườn eo là 31. 32 luôn khách. Đo tuốt ngoài. Cái bề. Cụ đặt là 65. 65. Chiều dài mình thú là 32. Đường kính bầu là 48. Xen dòng đế. Đế bể hả? Một bể đặt sạch. Cây số 10 em giao lưu với khách là 2,8 triệu em ship toàn quốc với khách. Tiếp cây mã 11. Cây 11 là cây rắn thú quái với khách. Cây này sắc to. Cây này hoành rất lớn với khách đây, cây rất khỏe mạnh với khách đây. U tược hết này, cây này về mình trồng liền đó với khách. Thân co lắc này, khá đẹp này. Đấy, xin thông số chiều cao. Chiều cao là 65. Giót đọt là 19. Chiều dài mình thú là 29.
Quỳnh Eo là 38, Quỳnh Thăng là 38 quý khách. 38. Vị trí này 38. Cái cụ đặt. Cụ đặt là 77. Đường kính bầu là 55. Cây này nó có lũa chỗ này quý khách. Nhưng mà em cạo cho nó sạch hết trơn quý khách đây. Lũa chỗ này thì tha keo nó liền, sau này nó cũng phải liền lại quý khách. Không đáng kể. Cái số 11. Cái số 11 này em giao lưu với khách là 6.9 em ship toàn quốc. Cây mã 12. Mã 12 là cây gián thú với khách. Cây này mới vít cắt nó kéo chỉ hết rồi quý khách ơi. Cây thú bốn chân gõ gạt quý khách. Có đuôi luôn quý khách. Cây này đẹp cây. Hình thú bốn chân có đuôi. Khá đẹp. Chiều cao là 49. Giót đọt là 23 gử. Quỳnh Thăng là 38. 38 vị trí ạ. Cụ đạt là 63. Chiều dài mình thú là 45. Đường kính bầu là 55. Này hình thú hơi rõ nét ha. Đuôi có chân. Rồi em đo cái chân đại diện. Xe quả này chưa? Chân đại diện là 22 với khách. Chân lớn là 22. Đo chân bên này. Chân này là 15. Chân sau. Chân sau là 15 luôn quý khách. 15 luôn. Tương đối đồng đồng với nhau ha. Rồi cái đuôi. Cái đuôi 14. Rồi cái chân cuối cùng. Chân cuối cùng đo trên cậy đuôi là 18 quý khách. À, cây hình thú mà mình chấp nhận chịu thẻo quý khách, sau này nó liền lại nó rất là đẹp, có duyên quý khách đây. Em cắt cái đế này cho nó ra hình thú luôn. Ghế thừa thì hình rõ nét. Rồi cây số 12, cây cuối clip. Em Zalo với khách là 7.9 em ship toàn quốc. Cây mã số 12 giá 7.9 bao ship toàn quốc. Cuối clip em xin chân thành cảm ơn quý khách rất nhiều. Em chúc quý khách một ngày mới thật là vui vẻ, gặp nhiều hạnh phúc. Em mong quý khách coi hết clip và ủng hộ em, thành thật cảm ơn quý khách. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn của anh Chiêu để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.